sau hơn 2 tuần tranh tài, SEA Games 32 khép lại bằng lễ bế mạc diễn ra tối nay ngày 17 tháng 5. Tối nay ngày 17 tháng 5, lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ được tổ chức trên sân vận động Molodok Taiko lúc 19 giờ. Đây cũng là địa điểm tổ chức lễ khai mạc đầy ấn tượng. Trong ngày mở màn SEA Games 32, khán giả và các đoàn thể thao được chứng kiến màn trình diễn hoành tráng giới thiệu văn hóa, con người và đất nước Campuchia. Lễ bế mạc cũng có nội dung tương tự, đan xen nhiều tiết mục nghệ thuật mới. Ban tổ chức muốn truyền tải hình ảnh về con người, đất nước Campuchia thân thiện, cởi mở, niềm tự hào về kỳ đại hội ấn tượng và thành công. Tổng thư ký ban tổ chức SEA Games 32, CAMSOC, ông Vat Chamberlain cho biết quy mô lễ bế mạc sẽ nhỏ hơn lễ khai mạc nhưng vẫn đặc sắc. Lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ mang tới những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Khoảng 2.000 nghệ sĩ được huy động. Ban tổ chức hủy vé đã phát trước đó và in lại vé mới cho khán giả nhằm kiểm soát an ninh, trật tự buổi lễ. Ban tổ chức yêu cầu khán giả giữ trật tự bởi đây là buổi lễ quan trọng, nơi thế giới một lần nữa hướng về Campuchia qua các kênh truyền hình trực tiếp miễn phí. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia, CAMSOC, Thong Khon lưu ý trẻ em dưới 10 tuổi sẽ không được tham dự lễ bế mạc do lo ngại thời tiết nóng bức có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Phần cuối lễ bế mạc là màn trao đuốc cho nước chủ nhà SEA Games 33. Thái Lan sẽ đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất khu vực sau đây 2 năm. SEA Games 32 khép lại sau hơn 20 ngày tranh tài sôi động ở 37 môn thi và 581 nội dung. Hơn 12.000 vận động viên của 11 quốc gia tham dự đại hội. Chủ nhà Campuchia đứng thứ tư trên bảng tổng sắp với 81 huy chương vàng, 74 huy chương bạc, 126 huy chương đồng. Đây là thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games của Campuchia. Đoàn thể thao Việt Nam đứng đầu với 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc, 114 huy chương đồng. Đoàn Thái Lan xếp thứ hai với 108 huy chương vàng, 96 huy chương bạc và 138 huy chương đồng. Timor Leste là đoàn duy nhất không giành huy chương vàng nào.